Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, tổ chức chính trị xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen, xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có tổng nguồn vốn đạt được hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm trên 95%, tổng doanh số cho vay đạt hơn 1.000 tỷ, với hơn 36.000 lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa yêu cầu trong năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, tăng cường thông tin tuyên truyền về những chủ trương chính sách tín dụng, tiếp tục huy động các nguồn vốn từ các tổ chức cá nhân, duy trì nâng cao tỷ lệ hộ vay gửi qua tổ tiết kiệm, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, tập trung giải ngân tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch được giao và các nguồn vốn thu hồi nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.